Xin chào tất cả các anh chị nhà đầu tư. Chào mừng anh chị mình đã đến với kênh YouTube của em, kênh VSY Stock. Thì kênh của em là hỗ trợ những chị nhà đầu tư mình về chứng khoán. Thì hôm nay cũng lại là một ngày đầu tuần, một ngày thứ hai, một ngày 5 tháng 6. Thì em cũng xin phép mình quay trở lại là một buổi video ngắn để phân tích với chị nhà đầu tư mình về một phiên vận động ngày hôm nay, cũng như là vận động của các dòng cổ phiếu đang vận động như thế nào, để từ đó anh chị mình đang cầm nắm cổ phiếu hay là mình đang cầm những cái lượng sức mua, những lượng tiền, thì mình cũng sẽ đưa ra được một chiến lược đầu tư tốt nhất. Nếu như những video của em mang lại kiến thức hữu ích và đầu tư hiệu quả thì anh chị mình có thể ủng hộ em bằng một nút like cũng như là một phần đăng ký kênh để ủng hộ em làm những video sau tốt hơn, và đó cũng chính là những động lực để em chia sẻ rộng rãi những kiến thức đầu tư đến với tất cả anh chị mình. Xin phép cảm ơn chị mình rất nhiều. Thì đầu tiên chúng ta sẽ phân tích với nhau một số vận động của thị trường. Thì bản chất anh chị mình cũng đã thấy hôm nay là một cái phiên mà thị trường đóng cửa tăng đâu đấy khoảng gần 7 điểm, và với những cái trạng thái xuất hiện trong một phiên ngày hôm nay chúng ta hay gọi là một trạng thái xanh vỏ đỏ lòng. Mặc dù là xét về góc độ về điểm số thì hôm nay đó là một cái phiên tăng điểm, nhưng mà đa phần những cái tài khoản của những anh chị nhà đầu tư cá nhân mình hôm nay, nếu như mình cầm nắm một số cái mã cổ phiếu thì đa phần khoảng 80% nó đều chìm trong những cái sắc đỏ, và nó đang có những yếu tố mà nó sụt giảm so với cái sự tăng điểm của thị trường chung. Thì bản chất cái danh mục của hệ có quát hàng bên em hoặc là cái danh mục của room em thì nó vẫn là như thế đó, thì nó vẫn là một cái phiên mà bản chất mình thấy thị trường xanh, nhưng mà tài khoản của mình những mà cổ phiếu nó lại không có những sự gia tăng nó thỏa đáng và nó đồng thuận vào cái sự tăng điểm của thị trường đấy. Vì bởi là cái sự tăng giá của thị trường chủ yếu nó đến từ một số cái vận động của những mã cổ phiếu trụ, là những mã cổ phiếu mà có vốn hóa lớn, thì khi mà nó tăng điểm, sự biến động tăng hoặc là sự biến động giảm thì nó cũng đóng góp rất là lớn cho những tổng thể những điểm số chung. Cho nên ở một góc độ nào đó thì nhiều anh chị nhà tôi thấy đôi khi với những phiên cân bằng hấp thụ ở những giai đoạn trước của thị trường chung, mặc dù là điểm số thị trường không tăng nhiều nhưng tài sản của chúng ta tăng rất tốt. Ngược lại những phiên tăng điểm của thị trường thì tài sản của chúng ta như ngày hôm nay thì nó lại không tăng. Ví dụ anh chị mình có thể kể qua một số cổ phiếu như Vietcombank đi, là những cổ phiếu lớn, những cổ phiếu trụ, thì hôm nay nó có một cái phiên xác nhận đi lên khá là tốt, với một phiên tăng điểm sau một cái phiên test cung trong một phiên ngày 16. Thì sau phiên test cung tạo trên một cái nền cân bằng hấp thụ, thì bản chất nếu như mà anh chị nào mình theo dõi video của em đủ lâu trong khoảng 1-2 tháng đổ lại đây á, thì những điểm test cung là những cái điểm mà em hướng dẫn cho chị mình rất kỹ, và từ đó nếu như mà chị mình hiểu về một cái nguyên lý của một phiên test cung thì mình sẽ biết được gì. Đây chính là cái bí kíp để cho chị mình kiếm tiền được trên thị trường chứng khoán. Gì trước đó là phiên no supply nè, là phiên cho ấy không còn lượng cung nè, phiên sau phiên test cung nè, phiên sau phiên xác nhận. Thế đây là phiên xác nhận hướng lên với những cổ phiếu như là Vietcombank, nhưng mà với một điểm hướng lên ngày hôm nay á, mặc dù mình xét về cái biên độ tăng là khoảng 3%, nhưng mà những cái nỗ lực về khối lượng á, nó chưa đạt về cái tín hiệu về dòng tiền anh chị nha. Đấy, thì bản chất có thể đâu đó nó sẽ tạo một số cái điểm rung lắc trở lại đấy, nhưng mà chắc với một cái xu hướng đi lên và dòng tiền xác nhận như ngày hôm nay thì đó là tương đối tốt, nhưng nó không phải là cái phim mà nó xác nhận nó gọi là nó mạnh mẽ cũng như là nó quyết liệt lắm với những cổ phiếu như Vietcombank. Và vô tình chung nó cũng đóng góp cho thị trường chung một cái điểm số tăng là rất là tốt anh chị nha. Đấy, hôm nay nó cũng đóng cửa gần như là vùng giá cao nhất trong mọi thời đại này. Hôm nay vùng giá cao nhất mọi thời đại với những cổ phiếu như Vietcombank. Đấy, thì đây cũng là những cổ phiếu hàng đầu cho thị trường ở trong những quá trình uptrend, ở trong thời gian tiếp theo. Đấy, và đây cũng là những cổ phiếu mà em vẫn chia sẻ với chị mình rất nhiều về những cái cơ hội đầu tư trong xuyên suốt ở một tháng vừa qua. Đặc biệt những cái nền cổ phiếu nè, vùng mà cổ phiếu tích lũy lại vùng đỉnh thời đại gì, sau quá trình tạo nền nè, rũ bỏ đáy hướng nhất nên gì, đáy nhất nè, khi mà giảm một cái phiên đáy hướng nhất có lượng lớn á, thì thường cổ phiếu sẽ có những cái nguyên lý gì gì hồi lên mà test lại đáy gì nha, đáy nguyên lý test lại đáy nè. Cái nhịp mà test là đấy, với lượng cạn kiệt á, nó bắt đầu nó xuất hiện những cái điểm mà dòng tiền quay trở lại, đây điểm quay trở lại dòng tiền đầu tiên đấy. Thì trong mất hàng khi dẫn trước em cũng báo anh chị mình, ví dụ như anh chị nào mình ưa thích với những cổ phiếu như Vietcombank á, thì cái phiên vận động của ngày 8 tháng 5 anh chị thì nó vẫn chắc là nó vẫn đúng về những cái điểm mua để cho anh chị mình tham gia. Mình lưu ý á, thấy thì bản chất em không phải mình đánh chiến lược với cổ phiếu Vietcombank, nhưng ở một góc độ nào đó với những ngân hàng gọi là ngân hàng top 1 ở Việt Nam mình á, rồi một ngân hàng nhà nước á, thì những cổ phiếu như Vietcombank á, thì có sẽ có nhiều anh chị mình cũng sẽ ưa hết với những cổ phiếu này. Thì bản chất người trong room là Vietcombank hôm nay có điểm hướng lên đẹp cả nhà. Anh chị nào mình đang hết Vietcombank á thì mình vẫn mua được, mình lấy vị thế trong phiên ngày đó. Thì em sẽ không nói lại mã này, tại vì mình không đánh chiến lược với những cổ phiếu như Vietcombank. Tại vì đâu đó nếu như mà chị mình thấy á thì mức giá cũng cao và cũng khá là kén chọn với chị nhà đầu tư. Nhưng khi mà chúng ta phân tích á, để cho chị mình hiểu được cái cơ hội của cổ phiếu, chỉ cần nó vận động yếu tố cung cầu và có dòng tiền thì cơ hội cổ phiếu sẽ quay trở lại và xuất hiện lên ngay. Hãy tối trình dòng tiền đi lên á,
thì nó gặp lại những cái vùng kháng cự. Thì bản chất khi mà cổ phiếu gặp lại kháng cự, đặc biệt là những cổ phiếu lớn như những cổ phiếu như Vietcombank á, thì nó tạo những cái vùng nền thấp phụ, đây gọi vùng nền tái tích lũy trở lại. Sau đó có những yếu tố kiện về anh khoản á, những phiên test cung, phiên test cung, phiên supply nằm tiếp tục một điểm dòng tiền tiếp theo với những cổ phiếu như Vietcombank đấy. Nhưng mà dòng tiền hôm nay em đánh giá nó vẫn chưa quyết liệt lắm anh chị nha, nó chưa đến 1,5 triệu cổ phiếu nữa đó. Thì mình phải cần thêm những phiên xác nhận đi lên tiếp với những cổ phiếu như thế này đấy. Nhưng mà chắc hôm nay là cái phiên mà nó đóng cửa được ở một vùng giá cao nhất mọi thời đại rồi. Thì nếu như anh chị mình nhìn ở một góc độ nào đó thì có thể gọi là một cái mô hình cốc tay cầm anh chị, mô hình cốc tay cầm với những cổ phiếu như Vietcombank á, thì đây là mô hình rất là lớn anh chị nha. Đấy, hầu như anh chị mình thấy rất ít những cổ phiếu hiện tại có thể quay về được vùng giá đỉnh thời đại sau giai đoạn downtrend của năm 2022. Và Vietcombank là một cổ phiếu mà hàng đầu của thị trường nếu như mình xét về góc độ về xu hướng, về mẫu hình cũng như là về giá. Đấy, tại vì bản chất là dòng trụ cho nên ở một góc độ nào đó thì thường cũng sẽ có những sự điều tiết. Ví dụ hôm nay anh chị mình thấy sự tăng giá nhẹ nhàng của Vietcombank thì đã đóng góp khoảng 3,6 điểm, có thể nói là chiếm khoảng 50% trong tổng thể điểm số tăng của thị trường. Ngoài ra còn một số cổ phiếu ví dụ như là Gap đi, cũng tương tự cái gì. Ví dụ một số cổ phiếu Gap hôm nay tăng cái biên độ khoảng 2 giá thì nó cũng đóng góp khá là lớn cho cái điểm số chung của thị trường anh chị nhé. Đây cũng nó đẩy khoảng 1 điểm nè. Một số cổ phiếu ví dụ như Masan nè, hôm nay đa phần là sự tăng giá đến từ những cổ phiếu trụ. Masan tăng nó đẩy khoảng 2,5% là tương đối lớn nha. Cũng có một số cổ phiếu ví dụ như là chị mình thấy qua FPT đi, tăng cũng 1,2 giá nè. Một số cổ phiếu ví dụ như FPT tăng lên đây gặp kháng cự anh chị, thì coi nó sẽ tạo những cái quá trình gì, quá trình nó phụ lại một lần một cái mô hình thì bị cốc tay cầm đấy. Cho nên một góc độ nào đó thì một số cổ phiếu FPT gặp kháng cự thì chị mình có mua mình cũng hạn chế đuổi giá nha ở quanh cái vùng này. Thường sẽ tạo cái điểm nó rũ lại, nó tạo một hình hay là tạo một hình cốc tay cầm, nó sẽ chặn đi lên ở phía sau. Nó tương tự với một số cổ phiếu như là Vietcombank ấy đấy. Và một số cổ phiếu ví dụ như Vinhomes ngày hôm nay cũng có những sự tăng giá đúng không đó. Thì nhìn qua cái sự thống kê này à, Vinamilk và Vinhomes thì hôm nay cũng có những quá trình nó cũng đi lên đấy. Thì đa phần hôm nay anh chị mình thấy không, cái dòng trụ là cái dòng mà chiếm tổng thể điểm số chung mà. Cho nên khi mà chúng ta đã bóc tách qua vận động của các dòng cổ phiếu á, từ dòng ngân hàng, dòng chứng khoán, động sản và dòng FX, thì động lực mà hôm nay để mà đi lên á, nó không có nhiều. Và trong cái buổi video của tuần, nếu như mà anh chị nào theo dõi video của em á, thì mình cũng biết là bản chất ngày hôm nay khi mà thị trường nó mở gap lên á, thì nó cũng sẽ gặp những cái áp lực mà nó hạ nhiệt trở lại là điều tất yếu anh chị. Đấy, chứ ở một góc độ nào đó khi mà mình phân tích một cái phiên vận động như ngày hôm nay á, chúng ta sẽ không phải gọi là quá bất ngờ với một cái yếu tố mà thị trường nó quay trở lại và nó lắp gáp anh chị nha. Nó hoặc là nó hạ nhiệt trở lại, bản chất hôm nay là cái phiên mà thị trường chưa lắp hẳn những cái biên độ về một cái vùng gáp đấy. Thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích trở lại với tất cả anh chị nhau tụi mình về một cái phiên vận động như ngày hôm nay. Đó, thì ngoài cái sự đóng góp điểm số của những cổ phiếu trụ cho nên tài sản của chúng ta không có tăng quá nhiều đâu. Có nhiều trong room mắt hàng bên em thì chị mình cũng biết là mình vẫn tập trung với những cái tố về sóng dòng như dòng chứng khoán nè, như là dòng dầu khí nè. Thì hôm nay nó cũng không có tăng, ví dụ SAI này vàng, BVD này đỏ nhẹ nè. Đấy, một con này có TNG đi lên. Một số cổ phiếu VCI cũng chỉnh 1-2% nè. Đấy, một số cổ phiếu ngắn C4G cũng quanh vùng giá vốn á. Đó. Thì đó là tổng thể điểm số chung mà mình xét ở một góc độ nào đó. Thì bản chất là mình thấy thị trường chung của chúng ta ví dụ như là cuối tuần thì Dow Jones tăng đấy khoảng 700 điểm, đấy, thì một cái biên độ tăng rất là lớn của thị trường chứng khoán Mỹ. Thì khi mà chị mình thấy bản chất của thị trường chứng khoán Mỹ mà nó tăng á, thì không ít thì nhiều nó sẽ tạo những cái tín hiệu về mở gấp up cho thị trường của chúng ta ở đầu vận động phiên sáng ngày hôm nay. Đấy, thì hôm nay thị trường bản chất nó mở gấp up vì buổi sáng em qua đề cập rất là kỹ đến chị mình về một cái tín hiệu vận động trong phiên ngày hôm nay. Để từ đó khi mà anh chị mình đọc qua một cái bài phân tích của em trong room á, thì mình sẽ biết à cái chiến lược ngày hôm nay mình sẽ làm gì. Đấy, và khi mà thị trường nó mở gap á thì những cái tín hiệu mà FOMO á nó cực kỳ cao anh chị nha. Ví dụ sáng nay không ít dưới 5 tin nhắn và em nhận được từ một số anh chị nhà đầu tư trong đó bán hàng á, à, anh chị mình nói là, à hiện tại là anh chị mình chưa có mua được cổ phiếu. Đấy, tại vì trong một khoảng thời gian vừa qua ấy, là anh chị mình không có theo dõi thị trường, mình bận một số công việc cá nhân. Đấy, thì bản chất anh chị mình thấy khi mà bắt đầu thị trường nó đi lên trở lại, à những cổ phiếu trong khoảng 1-2 tuần gần đây á nó tăng rất là tốt mà kèm theo một cái yếu tố FOMO trong sáng nay á, thì rất nhiều anh chị mình nhắn tin em là hôm nay mình có mua được mã nào không em. Thì bản chất trong phiên sáng nay trong robot hàng đi, thì em cũng đã chia sẻ anh chị mình rất kỹ á, một cái vận động trong một cái phiên sáng nay á, thì bản chất cá nhân em nha là mình sẽ cho mình bán chứ không phải là cho mình mua. Nhưng mà một số cái biên độ mà thị trường cổ phiếu nó tăng á, nó cũng không đạt về cái vùng mục tiêu, cái vùng giá target của mình, thì mình cũng không có bán gì cả. Đấy, với những cổ phiếu chiến lược như là dòng chứng khoán hoặc dòng dầu khí trong room bán hàng tiếp mà, còn một số cổ phiếu tay cộng thì có thể thực hiện hóa lợi nhuận. Nếu dùng bản chất nè, phiên sáng nay lúc khoảng 7:40 thì em cũng báo chị mình rất kỹ, à morning cả nhà, chúc một người một tuần giao dịch thành công. Thì kết hợp với cái phiên tăng điểm khá tốt trong 26 cũng như hiệu ứng tăng 700 điểm của Dow Jones ở trong giai đoạn cuối tuần, thì mở phiên thế này thị trường sẽ mở cái bất đợt tương đối lớn. Cái tín hiệu chúng ta sẽ lường trước được, nếu như mà anh chị mình đã đầu tư đủ lâu trên thị trường thì mình sẽ hiểu được về cái hành vi và tâm lý của nhà đầu tư cá nhân. Đấy, đây là tâm lý của nhà đầu tư cá nhân anh chị đó. Tuy nhiên với những tín hiệu ngoài thị trường nó mở hai gáp, chúng ta có thể gọi là một kỹ thuật về double gáp á, liên tiếp á, và đặc biệt nó gặp lại những cái vùng kháng cự tâm lý quanh vùng 1100 và 1120 á. Đấy, thì anh chị mình sẽ hạn chế vô mua được giá cao vì thị trường rất dễ quay trở lại và hạ nhiệt lắp gáp. Như mình lưu ý á đó, trên với một số cái vận động như thế cũng báo chị mình với những điểm mua mà chúng ta đã tham gia tỷ trọng vốn lớn
từ giai đoạn mà thị trường nằm ở vùng bên dưới quanh 1.000 á, 1.000 điểm, cái giai đoạn mà anh chị mình nhớ không? Đó là câu chuyện về Silicon Valley, một số cái ngân hàng lớn, ngân hàng ở Mỹ á, nó bắt đầu nó có những thông tin về việc phá sản nè, hoặc là một ngân hàng của Thụy Sĩ gì đấy. Thì bản chất đó là cái thời điểm mà anh chị mình thấy vừa mua vừa sợ, vừa cầm cổ phiếu vừa rung, thì nó lại an toàn, thì nó lại an toàn. Và đến bây giờ những cái thành quả mà anh chị nào còn cầm đoạn trước á, những cái đoạn mà vừa rung vừa mua vừa sợ, mặc dù cổ phiếu đúng điểm mua nha, em cũng là một người, một trong số những người mà mình rất quyết liệt trong việc mình mua cổ phiếu, khi mà cổ phiếu đúng điều kiện mua là em báo anh chị mình mua. Nhưng mà rất nhiều anh chị mình sẽ lo sợ về vĩ mô, về thông tin của thế giới, anh chị mình lại không dám mua. Thì đến thời điểm hiện tại, những nhà đầu tư can đảm dám cầm nắm cổ phiếu và dám mua ở dạng trước, mình đã có cho mình một cái phần lợi nhuận là cực kỳ tốt, mà ít thì cũng phải 10% đấy. Mình lưu ý đó, những cái thành quả rất là xứng đáng. Và bản chất khi mà đã về những vùng hiện tại đi, từ 1.000 mà về hiện tại là vùng biên trên rồi, là vùng kháng cự rồi, vùng kháng cự về tâm lý thì đánh giá là quanh cái 1.100 nè, thì trường sẽ bắt đầu tái tích lũy trở lại, rũ bỏ trước khi bước vào một nhịp chính sống. Ở đây bản chất em vẫn chia sẻ với chị mình là thị trường nó mới vẫn trong một giai đoạn, là một giai đoạn lấy đà, một giai đoạn tạo đà, một giai đoạn mà nó huy động một cái dòng tiền thanh khoản lên khá là tốt. Nhưng bản chất để thị trường nó muốn bước vào giai đoạn chính sống thì trước đó nó phải cần những yếu tố nó hấp thụ trở lại những cái lượng cung. Mình lưu ý trên cái vùng quanh vùng 1.100 đây nè, thì em đánh giá thường sẽ tạo những quá trình gì, tái tích lũy lại để hấp thụ những lượng cung vùng đỉnh cũ nè, hấp thụ những lượng chốt lãi nhà tôi, đặc biệt là cái lượng cung chốt lãi là tương đối nhiều chị nha, phải cần phải tạo những quá trình hấp thụ trở lại. Và trong quá trình hấp thụ thì lượng cung càng ngày nó sẽ càng ít đi, cho nên bản chất trong một số giai đoạn tới khi thị trường sai quay trở lại á, anh chị mình cần quan sát nhiều hơn yếu tố về khối lượng. Ví dụ quá trình hấp thụ lượng cung, mỗi lượng đang hấp dần đi nè, nói lượng cung ai cần chốt lãi mà đã chốt rồi á, thì sau những quá trình mà kiệt về thanh khoản nè, kiệt cung nè, thì mình chờ điểm xác nhận dòng tiền phía sau, thị trường sẽ bước vào giai đoạn chính sống. Ở đây là giai đoạn chính sống nè, cho nên anh chị nào mà hiện tại mình đang cầm tiền mà mình không tham gia được trong khoảng 2 tháng gần đây á, thì mình cũng đừng có quá lo lắng. Thị trường sẽ bước vào giai đoạn chính sống này mới là một cơ hội tuyệt vời với anh chị mình, là một cơ hội siêu lớn luôn đấy. Cho nên mình lưu ý mình phải có cho mình những sự chuẩn bị. Còn bây giờ mới dù bản chất anh chị nào FOMO mua đuổi lại á, khi mà giai đoạn vừa qua mình không mua ấy, mà thị trường nó về vùng biên trên nè, anh chị mình mua đuổi nè, thì mình thấy khi mà chiều nó cân bằng trở lại rất dễ thì bị rũ bỏ ra ấy. Mình mua đủ giá cao khi mà cổ phiếu rung mất á, tài khoản khi mình sụt giảm á, thì mình rất dễ bị tâm lý. Mà mình vừa bán ra xong thì trường nó xác nhận đi lên, bước vào giai đoạn chính sống là mình cực kỳ khó để mua cổ phiếu. Mình lưu ý cho kỹ anh chị nha ấy. Cho nên đôi khi cho một cái phiên vận động như ngày hôm nay á, với em á, thì đánh giá chị nào á mà mình ngồi im thôi thì đó cũng là thành công. Ví dụ chị mình bán thì nó cũng được, mình không bán nó cũng chả sao, thì bản chất mình vẫn đang cầm những lượng cổ phiếu và mình có lãi, thì mình cực kỳ thoải mái cho việc mình đưa ra quyết định đến gì. Nhưng chỉ ít anh chị mình ngồi im, mình không mua đuổi cổ phiếu, mình không FOMO giá cao cổ phiếu, mà để mình tránh cái trạng thái mình thua lỗ đó, thì đó là thành công anh chị nha. Đấy, cho một số trạng thái mà double gap á, ví dụ thấy nè, đây là cái vùng gap thứ nhất nè của phiên hôm thứ sáu nè, hôm nay là cái vùng gap số 2 của thị trường nè, thì cái việc mà động lực để mà phiên ngày hôm nay đi lên á là nó sẽ không lớn anh chị nha, ngược lại nó còn giảm chiều theo đi lên, gặp ngay cái vùng kháng cự nè, một cái phiên gì, phiên áp lực bán lớn nè, đây phiên áp lực bán lớn rồi gọi là phiên uptrend anh chị, đây phiên uptrend là lực bán lớn nè, thì khi mà nó lên tiệm gần là phiên áp lực bán lớn nè, thì nó phải cần kiểm tra lại cung cầu, chỉ ít là một giai đoạn nó sẽ tạo những vùng kiểm tra cung cầu và những cái vùng hấp thụ liền lượng cung. Mình lưu ý cho kỹ anh chị nha. Đấy, cho bản chất á, em thì vẫn đánh cái thị trường này vẫn là một thị trường rất là cơ hội, rất là cơ hội gì, nhưng mà trong ngắn hạn mình phải lường trước được, không phải lúc nào anh chị mình cũng mua cổ phiếu, không phải điểm nào anh chị mình cũng mua cổ phiếu, mà khi mà anh chị mình xuống tiền mình mua cổ phiếu á, mình phải mua đúng điểm anh chị. Cái việc mà anh chị mua đúng điểm á thì mình mới yên tâm, mình cầm nắm mới ăn ngon, mình ngủ yên. Còn anh chị mua sai điểm nó rung lắc một phát thôi là anh chị mình bán, rất dễ bị bán ra. Và sau khi bán ra cổ phiếu nó lại vòng lên, nó xác nhận và xuống tăng, bây giờ chính sống á thì mình chắc chắn là sẽ không dám tham gia trở lại, tại vì ngày hôm qua mình vừa bán xong, hôm nay cổ phiếu tăng trần trở lại á, thì làm sao tâm lý anh chị mình dám mua. Mình lưu ý cho kỹ nha. Đấy, còn trong room bán hàng hôm nay, ví dụ trong room VIP đi, là cái room mà em sẽ có những cái chiến lược gì, chiến lược mình đánh theo sóng dòng á, là dòng dầu khí và dòng chứng khoán á, thì em vẫn không bán gì cả. Thì hôm nay chủ yếu mình ngồi im thôi. Thì buổi sáng đã phân tích anh chị rất nhiều rồi, ví dụ thị trường mở gap nè, tầm 8 đến 10 điểm gặp lò kháng cự tâm lý biên trên nè, thì những phiên này chỉ phù hợp với nhà đầu tư sẵn hàng vị thế đó và tiếp tục gồng lãi gia tăng tài sản. Đấy, mà không ngờ là buổi chiều thị trường lại hạ nhiệt trở lại, một số cổ phiếu ngoài dòng trụ ra, những cổ phiếu còn lại nó cũng bị hạ nhiệt, nó cũng gặp những số áp lực chốt lãi. Đấy, nhưng bản chất là gì, khi cổ phiếu còn điểm mua thì chị mình hạn chế đuổi giá, đó là thành công. Đấy, bằng việc mình có lãi, mình cầm lãi tiếp tục anh chị nha, lưu ý ha. Đấy, đó là một số yếu tố mà mình chia sẻ với chị nhà tôi mình. Ví dụ anh chị mình thấy nè, những cái vận động của thị trường lúc này á, hôm nay hạ nhiệt là một phiên bình thường. Đấy, bản chất nhiều anh chị mình nói thị trường nó tạo đỉnh, thì bản chất thị trường nó đi lên mà tạo đỉnh anh chị, ở đây không phải là thị trường đang vào giai đoạn uptrend nha. Để mà thị trường nó tạo đỉnh á thì nó phải trong một cái con sóng tăng, và trước đó phải có những quá trình gọi là quá trình dậy nước rút thì nó mới tạo đỉnh. Có thì thị trường có đi lên đâu mà tạo đỉnh. Đáng trên đối với em á, dù trong ngắn hạn thị trường nó phải cần thời gian hấp thụ trở lại, nhưng bản chất về cái bức tranh tổng thể của thị trường chung á, thị trường này là thị trường cơ hội. Đấy, cho nên ví dụ thị trường có rung lắc, nó có điều chỉnh á, thì đó vẫn là cơ hội. Cho chị mình đừng có quá lo lắng. Và đặc biệt sau quá trình thị trường hấp thụ xong nè, nó rũ bỏ nè, nó điều chỉnh nè, nó kịp thanh khoản nè, thì cơ hội là ra, cơ hội là xuất hiện anh chị, và điểm mua an toàn là xuất hiện. Ví dụ anh chị thấy sau cái nhịp rũ bỏ điều chỉnh của thị trường chung nè, kịp thanh khoản anh chị thấy không, thanh khoản lớn nè,
những yếu tố mà thị trường khi khi mà nó tạo thành khoản lớn á, nó rất dễ điều chỉnh nó vậy nha, nó dễ bị rũ bỏ nè, tức kiệt lên khoản nè, những nhà tôi mua đuổi cắt lỗ nè, vừa cắt xong cổ phiếu lại vòng lên đấy, thì cũng tương tự hiện tại thôi. Ví dụ anh chị mình nhìn lại trong một cái bức tranh khoảng 5 tháng vừa qua đi, cứ thể là thị trường lên cao, thanh khoản lớn là nhà tôi mua đuổi vào, mà mua đuổi vào thì lại nhích một cái nhịp rũ xuống, mà nhịp rũ xuống thì lại lo sợ bán ra, cứ nghĩ là thị trường nó sập, thị trường nó gãy không dám mua thì nó lại vòng lên trở lại. Cho nên chị nào trong đối với thằng bên em á, phải trong 5 tháng vừa qua chúng ta đã bám những cái biên của thị trường đánh cực kỳ tốt, dù lâm biên trên thì chú chết là anh chị mình hạn chế FOMO, hạn chế đuổi giá là thành công, còn khi mà về biên dưới á, mình hạn chế bi quan mà mình phải chờ đợi săn đón những cơ hội, vì khi mà sau quá trình điều chỉnh dòng tiền đi vào là điểm mua cực kỳ an toàn ở về biên trên. Còn cứ về biên trên thanh khoản lớn nè, anh chị mình đuổi FOMO vào nè, thị trường lại rủ về biên dưới, và sau đó giờ biên dưới chị mình lo không dám mua lại tăng về biên trên đấy, rồi rủ về biên dưới nè đấy. Mà trong một cái 2 tháng gần đây á, là cái nhịp mà thị trường đi lên em thấy nó khá là bền, tại vì nó có sự đâu đó nha, mặc dù thị trường nó hiếu đi những cái sự đồng thuận, nhưng mà nó lan tỏa được cho những dòng cổ phiếu luân phiên mỗi ngày một dòng đi lên, thì cái việc mà thị trường đi lên sẽ bền hơn đấy. Nhưng mà trong ngắn hạn khi mà thị trường nó gặp lại vùng kháng cự tâm lý á, cũng như nó phải cần hấp thụ trở lại, là việc đúng là bản chất cung cầu à. Chứ không phải là thị trường mà chị mình thấy chỉnh lại mà nó tạo đỉnh là sai nha, thị trường tạo đỉnh cần rất nhiều những cái yếu tố. Bây giờ anh chị mình nhìn qua thật ra cổ phiếu và thị trường đâu lên như nhiều đâu anh chị, thị trường không lên nhiều, anh chị đã từng trải qua giai đoạn uptrend á thì mình biết thị trường đi lên kinh lắm, nó chạy nó rút nó chạy khiếp lắm, còn bây giờ thị trường nó tăng vài phiên đó, mình lưu ý cho nên thị trường đây là một cái nhịp mà nó chỉ huy động dòng tiền thôi, một nhịp gọi là nhịp lấy đà, nhịp phía sau mới là nhịp chính sống, mình lưu ý kỹ nha đấy. Cho một số cái phiên vận động như ngày hôm nay á thì em cũng đã đánh giá với chị mình về những kịch bản rồi đấy, mình chờ quá trình thị trường nó, nếu bây giờ anh chị muốn mua mới bắt buộc phải chờ quá trình tích lũy lại mới tạo cho anh chị đi mua cân bằng, và sau quá trình tích lũy thường sẽ có nhịp rũ chị, nếu mà thị trường nó cân bằng đây nè thì cũng sẽ có những nhịp nó rủ lại lắp cái vùng gáp, mà chí ít nó sẽ rủ lại lắp cái vùng gáp cái phiên ngày hôm nay mở ra em, mình lưu ý á, thì cứ sau quá trình nó lắp gáp lại nó kiệt về khoản này, dòng tiền xác nhận quay trở lại thì đó là sức điểm mua an toàn, cứ sau nhịp điều chỉnh là sẽ xuất hiện điểm mua an toàn, đó là cơ hội rất là lớn với anh chị nhà tư là mình đang cầm tiền đấy. Cho nên bây giờ nếu như mà anh chị nào cầm tiền á là mình phải ngồi, là mình phải có cho mình những sự chuẩn bị hạn chế mua đuổi, phải chờ kiên nhẫn, phải chờ được cái điểm mua mới xuất hiện anh chị nha. Còn bây giờ bản chất khi mà cổ phiếu nó không có điểm mua mới á thì em không bao giờ hướng dẫn chị mình điểm mua đâu, tại vì sao, mình phải đặt lại ngược lại câu hỏi là khi giai đoạn trước khoảng 1-2 tháng vừa qua rất nhiều những điểm mua thì em hướng dẫn chị mình lại không dám mua, bây giờ mọi thứ đã quá rõ ràng lên cao rồi thấy bản chất không còn điểm mua mà chị mình cứ đòi mua đuổi cổ phiếu, mình lưu ý cho mình đầu tư mình phải có một cái hệ thống đấy, mình phải hiểu vì sao mình mua và vì sao mình bán thì mình mới tự tin mình đưa ra quyết định cái gì mình đầu tư nó mới an toàn. Từ bản chất đây cũng là những cái đồng tiền xương máu mà anh chị mình làm ra, thì khi mà mình xuống tiền mình mua cổ phiếu mình phải trân trọng nó, mình phải trân trọng đồng tiền mình làm ra anh chị nha. Đấy, một số cái hoạt động ở trong một khoảng thời gian tới á, thì chị mình cũng sai là gì, khi mà trường trong giai đoạn của năm 2021 cũng tương tự gì, thì khi chúng ta sẽ cùng phân tích lại một số cái dữ liệu trong quá khứ để cho chị hiểu là ví dụ bản chất ở đây nè là cái vùng mà bản chất thị trường từ biên dưới đi lên chị nào, thì nó gặp lại cái vùng kháng cự đỉnh trước nè, một phiên áp lực bán lớn này, đây gọi là phiên uptrend anh chị, phiên uptrend trong giai đoạn của năm 2021 á, thì bản chất thì chị thấy khi mà đi lên gặp là phiên uptrend này, ở đây nó mất một thời gian tương đối lâu để nó phục trở lại, coi là một tháng chị xem một cái giai đoạn mà thị trường nó mất thời gian khoảng một tháng để nó hấp thụ trở lại về những cái lượng cung nè, đặc biệt là chị thấy trong ngắn hạn nó có một số cái điểm về double gap nè, vô đây gap thứ nhất nè, đây là cái gap thứ hai nè, thì việc kỹ thuật về double gap xác suất mà nó quay về lắp gap là cực kỳ cao chị nha, cực kỳ cao ha đấy, mình lưu ý cho kỹ nó, vô đây kỹ thuật double gap nè, thì sau đó là những vùng sẽ quay trở lại khoảng một tháng để hấp thụ những cái lượng cung cũng như tạo là những tính cân bằng cho cổ phiếu đấy, tạo những cái nền tích lũy là cho cổ phiếu đó. Mà sau đó nhìn thấy cuối quá trình tích lũy là một điểm gì, cuối quá trình tích lũy là một cái gì, rủ cuối nè, rủ bỏ nè. Anh chị nào cứ ai mà mua đuổi những phiên mở gáp nè, mua đuổi vào nè, hàng về bị rủ nè, thì lại bán ra cổ phiếu mà vừa bán ra xong thị trường xác nhận đi lên luôn đấy, nó bắt đầu vào đây nó vào giai đoạn chính sống anh chị không, khi mà nó vào giai đoạn chính sống tăng ghê anh chị, tăng cực kỳ ghê, đây mới là giai đoạn là tăng nè, mỗi phiên tăng, tăng liên tục nè, thì đây mới là cái nhịp mà chính sống của các dòng cổ phiếu và thị trường chung đấy. Còn bây giờ bản chất thị trường chúng ta có đi lên đâu, nếu như mà anh chị mình nhìn ở một góc độ tổng quát nha, thì ở đây vẫn là giai đoạn gì, vẫn là những tích lũy đó gì, vẫn là tích lũy của thị trường đó, lưu ý vẫn trong cái biên này á, hoặc là mình nhìn qua thị trường của Nikkei đi, là một thị trường mà em chia sẻ với chị mình rất nhiều trong buổi video của tuần trước á, là một thị trường mà nó khá là tương đồng với chúng ta nè chị thấy không đấy, thì bản chất nó trong một quá trình tích lũy nè, trong quá trình tích lũy nè, mà thấy bản chất chị thấy khi mà nó đi lên nè nó gặp lại những cái vùng kháng cự nè, dạ khi mà nó bắt đầu đi lên, nhịp đi lên nè nó gặp lại những cái vùng kháng cự biên trên nè, thì đâu đó chị thấy gì, nó phải cần những quá trình hấp thụ nè, chị thấy gặp kháng cự nè, trong quá trình nó tạo được cái nền áp phụ nè đấy, thì cái nền áp phụ này chị thấy cuối quá trình nền áp phụ nè nó có những điểm rũ nè, một điểm rũ nè cân bằng lại và đi lên đấy, thì bắt đầu sau nó xác nhận nó vào một cái trình tăng, thì chị thấy ví dụ Nikkei đi, cái Nikkei bây giờ nó vào trên tăng rồi, cho nên chị mình đừng có mong mà nó gãy, ví dụ đây nó vào trên tăng nè, chỉ có mở phiên là tăng 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 liên tục thôi,
có mẫu viên là tăng liên tục lên chị, thì đó là cái nhịp đi lên chị nha, mình lưu ý nha. Nhưng mà khi gặp kháng cự vùng tâm lý thì tổ chức không cần phải tạo cái vùng hấp thụ đấy, là bình thường cái chị cố hấp thụ xong mà rủ ra mới đi lên đấy. Một lần chị thấy đây cũng tương tự nè, khi mà anh đi lên nó chưa bứt phát ngay nè, nó mở thiệt double gap nè, một gap nè, hai gap nè, thì sau đó quay về lắp gap và cân bằng trở lại đấy. Cho nên mình lưu ý kỹ trong một cái phiên vận động như ngày hôm nay đấy, chứ anh chị mình có mua đuổi là thành công à. Tại vì khi mà anh chị mình mua đuổi cổ phiếu á, là sẽ bị kẹp trong ngắn hạn, và khi đó anh chị mình sẽ mất đi những cái chi phí cơ hội. Như khi mà cổ phiếu mạnh nó xác nhận dòng tiền nó đi lên á, thì anh chị mình không có mua được ấy. Đấy, cho một số cái sự chuẩn bị trong thời gian tới anh cho nhau tôi là cầm tiền á, thì anh chị mình phải liên hệ với bạn trợ lý bên em là bạn Hải Anh, thì bạn Hải Anh sẽ hướng dẫn cho anh chị mình về những cái thủ tục để mình tham gia vào hệ khóa tiền VIP. Nếu như có cơ hội chị mình đồng hành cùng với em thông qua số Zalo là 0945 866 915. Thì thị trường này là thị trường cơ hội gì ấy, cho trong ngắn hạn bản chất nó chưa tạo ra những điểm mua an toàn cho anh chị mình, thì bắt buộc chị nào cầm tiền phải chờ. Còn những chị nào cầm cổ phiếu, cầm cái sóng dòng á, thì anh sẽ quan sát thêm, ví dụ những cổ phiếu dù trong sóng dòng nó vẫn chưa đạt về những vùng target, cho anh chưa có hướng dẫn chị mình những cổ phiếu chiến lược dài á. Còn những cổ phiếu nào mà T cộng trong room đánh du kích á, thì chủ yếu là mình đánh lướt cái gì, ví dụ hàng về đạt target là mình chốt lại, hoặc là tạo điểm mua là mình mua, và chiến lược mình vào nhanh mình ra nhanh. Thì đây trong room du kích, thì trong room du kích này có điểm mua là mình mua, chứ mình không có quan trọng về những cái vận động tổng thể của thị trường chung đấy. Mình lưu ý cho kỹ nha, và gì là muốn tham gia mà chiến lược đánh nhanh á, mà mình có thời gian mình quan sát thêm về thị trường á, thì mình đánh vào cái room du kích này. Còn room bán hàng VIP đây là mình đánh về chiến lược sóng dòng, thì mình đánh nó sẽ dài hơi hơn một chút, hay là trung hạn hơn một chút về tốt sóng dòng đấy. Cho nên mình lưu ý kỹ về những chiến lược trong room, thì em phân loại ra chi tiết để cho chị mình tham gia đấy, thì ai phù hợp ở đâu thì mình vào đó thôi đó. Còn một số yếu tố tiếp theo em đánh giá với chị nhà tụi mình, thì bản chất anh chị mình thấy bản chất hôm nay vẫn là phiên tăng điểm của thị trường chung đó. Nhưng mà ở một góc độ nào đó thì mình lưu ý hôm nay cũng có một số dòng cổ phiếu cái biên độ mà nó điều chỉnh đó, là tương đối rác anh chị nha, cũng như nó xuất hiện một số yếu tố về cái khối lượng lớn đấy. Ví dụ chiều nay một số yếu tố về khối lượng lớn một số dòng cổ phiếu, đặc biệt là dòng cổ phiếu của dòng bất động sản. Cho một số anh chị nào mà mình có đang cầm nắm một số mã cổ phiếu dòng bất động sản á, thì mình cũng phải cẩn trọng một chút nha, cẩn trọng một chút giúp em. Tại vì sao? Anh chị mình nhìn đầu tiên là một số cổ phiếu, ví dụ như đất xanh đi, mà chắc hôm nay là cái phiên thị trường em đánh giá là vẫn ổn á, đấy nó cũng không gì đó rồi là quá xấu đâu chị. Khi hạ nhiệt là bình thường khi mà thị trường nó mở hai giáp, nhưng ở một góc độ nào đó chị thấy một số cổ phiếu như đất xanh nè, nó gặp lại cái vùng nền biên trên nè, đây vùng biên trên nè, và hôm nay nó xuất hiện một cái phiên áp lực bén lớn và cái biên độ tương đối lớn nha, giảm rất là rác trên khoảng 3% cho một phiên thị trường tăng điểm. Thì nhiều khi anh chị đặt câu hỏi hôm nay thị trường vẫn tăng, nhưng tại sao một số cổ phiếu này nó lại áp lực giảm trở lại tương đối lớn đấy. Thì bản chất với một cái phiên mà áp lực bén lớn như DSG ngày hôm nay á, thì nó về là những cái vùng hỗ trợ dưới anh chị đấy. Thì với cái phiên như ngày hôm nay nó về là những vùng hỗ trợ nè, thì quanh cái vùng biên mà quanh vùng 14-14.5 á, là những cái điểm hỗ trợ của những cổ phiếu như là đất xanh. Thì đâu đó em đánh giá sau một cái phiên áp lực bén lớn ngày hôm nay mai sẽ có điểm hồi lại. Nhưng mà lưu ý là gì, chị mình lưu ý ngày mai mà những con này nó hồi lại á, mà nó hồi lại với cái yếu tố về khối lượng thấp á, sẽ là cái điểm mà dành cho chị nào mà ai mà đang có cầm cổ phiếu có lãi á. Ví dụ em đánh giá chị mình đang cầm cổ phiếu đất xanh mình đều có lãi cả, không ai thua lỗ đâu, thì anh chị mình ưu tiên mình có hạ ra một phần cổ phiếu, có mình hạ trước 50% để mình quan sát. Tại vì sao anh chị, từ một cái phiên mà cổ phiếu áp lực đánh lớn á, thì nó sẽ tương đối là gọi là mất thời gian để nó cân bằng trở lại và nó kiểm tra lại cung cầu. Mình lưu ý á, thường em rất là sợ những phiên áp lực bán lớn và khối lượng lớn anh chị nha, đó là cổ phiếu của dòng bất động sản, cho nên phải cẩn trọng. Nếu chị nào đang cầm nắm bất động sản đó, là mình phải cũng cẩn trọng một chút nha. An toàn thì mình thấy hồi lên một ngày mai mình có thể hạ răng nữa. Mình lưu ý á, những cổ phiếu này không phải gì quá rủi ro đâu, nhưng mà thấy có lượng lớn biên độ lớn trong một cái phiên thị trường ổn á, là mình phải cẩn trọng. Một số cổ phiếu ví dụ như DG cũng thế anh chị, mình lưu ý á, ấy thì bắt đầu nó cũng quay lại trở lại, nhưng mà về đây nó gặp hỗ trợ nè. Ví dụ như DG quanh vùng 21 á, thì sẽ gặp là những vùng hỗ trợ, thì sẽ có những yếu tố nó hồi trở lại, nó bật trở lại anh chị nhá. Những cổ phiếu của dòng bất động sản hoặc là một số cổ phiếu anh chị mình thấy, ví dụ như là số cổ phiếu còn lại để giữ DBG đi à, cũng không có gì. Một số cổ phiếu hay có đất xanh làm này khối lượng hơi lớn nè đấy. Hoặc là ngoài ra anh chị mình thấy một số cổ phiếu như là dòng khu công nghiệp đi, ví dụ trong dòng khu công nghiệp thì có một số cổ phiếu đập đất nông sản nó có nào đi nào khối lượng khá là lớn anh chị. Thường những cổ phiếu mà khối lượng lớn trong cái phiên ngày hôm nay á, thì anh chị mình ưu tiên là gì, mình ưu tiên là mình có thể là ngày mai nó hồi lên mình thả ra một phần, tại vì nó về hỗ trợ mà nó hồi lên bình thường anh chị nha. Đấy, chuẩn bị tốt cung cầu. Một số cổ phiếu trong dòng khu công nghiệp cũng thế anh chị, ví dụ anh chị thấy trong dòng cổ phiếu của dòng khu công nghiệp đi, thì có một số cổ phiếu ví dụ như KBC đi, thì anh chị thấy bản chất một số cổ phiếu như KBC bản chất xu hướng á thì vẫn là một cái xu hướng tăng, vẫn là một cái xu hướng tăng anh chị nha. Sáng cho anh dù hôm nay là, nhưng mà là hôm nay là một cái phiên mà cái biên độ giảm là tương đối rác anh chị, cái biên độ giảm nó đấy khoảng gần 3% với cái khối lượng là tới đây là tương đối lớn anh chị nha. Thì với cái phiên giảm khối lượng lớn á thì nó sẽ mất thời gian nó cân bằng trở lại. Sáng cho mình lưu ý những cổ phiếu này nó đây trong giai đoạn thị trường khá là ổn mà nó bị giảm ngược trở lại là khối lượng lớn này. Nhưng mà về đây quanh cái vùng biên quanh vùng 28 này là điểm hỗ trợ của những cổ phiếu như là KBC anh chị, thì ví dụ ngày mai nó có hồi lên á ngắn á mà khối lượng thấp mình chìm đầu tiên mình hạ ra để mình quan sát cơm. Tại vì với những cái phim khối lượng biên độ lớn nè thì nó sẽ khá là mất thời gian nó cân bằng trở lại gì. Ví dụ chìm thấy nè đang đi lên nè, xuất hiện phim gì áp lực bán lớn này, biên độ lớn này, và khối lượng tương đối lớn này, thì chìm theo nó mất thời gian cân bằng đi cực kỳ lâu.
nên những phiên ngày mai mà dù hồi phục lên ở đây mà tương tự là khối lượng thấp á, thì chỉ đầu tiên mình hạ ra một phần đó, 50%, 50% còn lại mình quan sát thêm với những cổ phiếu như KBC hoặc là Đắk Xanh mình vừa chia sẻ với chị mình đó. Tại vì đang mất thời gian cân bằng lên chị thấy không, thấy thời gian cân bằng này tôi lấy khoảng 2-3 tuần này. Đấy, đó là những cái tín hiệu vận động. Ví dụ hồi xưa cũng thế, chị em vẫn nhớ như in cái ngày mà những cổ phiếu như là cổ phiếu của KBC đi, trong một cái phiên ngày 17 tháng 8 á chị, là một cái ngày mà thị trường nó vẫn rất là ổn chị nha. Đây là nhớ không nhầm là ngày 17 tháng 8 là một cái ngày mà thị trường vẫn tăng điểm luôn á, ngày 17 tháng 8 nè đây chị. À, một ngày thị trường vẫn chững lại thôi, không phải là tăng mà chững lại nè, một ngày thị trường dao động rất là bình thường đấy. Mà ngược lại cái ông KBC này á, ông lại xuất hiện một số yếu tố về một cái áp lực bán tương đối lớn. Nó lưu ý đây, một phiên áp lực bán lớn này giảm 3% mà khối lượng lớn nè đấy. Và thường một thị trường nó ổn mà những con này lại xuất hiện áp lực bán lớn thì mình phải đặt một cái dấu nghi vấn liệu là ai bán ra trong cái phiên này. À, mình lưu ý á, mặc dù một cái phiên có lượng bán lớn á thì nó sẽ mang cái góc độ về tính rủi ro nó cao hơn so với những phiên vận động có lượng thấp. Ví dụ anh chị mình thấy những phiên test lại khối lượng thấp thì nó vẫn bình thường, tại vì sao? Khối lượng thấp là khối lượng mà nó không xuất hiện yếu tố bán của tổ chức, tại vì tổ chức khi mà họ bán á xuất hiện yếu tố bán lớn. Ví dụ anh thấy đây những quá trình rũ bỏ này, khối lượng thấp này, nhà tôi cá nhân bán cho lại đi lên, nhưng mà khi xuất hiện áp lực bán lớn này thì phải đặt một dấu chấm hỏi nghi vấn anh chị nha. Đấy, trên thường những cái điểm mà áp lực bán lớn á thì nó sẽ rất là mất thời gian nó cân bằng trở lại, hoặc một trường hợp xấu nhất như là cổ phiếu KBC á, sau khi hồi lên này, tiếp tục vào xuất hiện thêm những áp lực bán tháo anh chị ha, áp lực bán càng ngày càng lớn, áp lực bán càng ngày càng lớn thì sẽ mang tính rủi ro cực kỳ cao. Và sau khi xuất hiện những áp lực bán xong á thì sau này nó mới ra một số cái tin em nhớ không nhầm là bắt đầu nó bị kiểm toán bắt buộc nó phải trừ bỏ ra cái phần về lợi nhuận mà nó đầu tư vào cái công ty con ấy, nó lấy lời khoảng 2.000 tỷ nó bổ sung vào lợi nhuận sau thuế, thì sau khi kiểm toán thì nhà nước không chấp nhận anh chị đấy. Thì sau đó mới xuất hiện một số cái thông tin về lợi nhuận nó sụt giảm rất là lớn. Nói với những cổ phiếu như KBC, ví dụ chị nào theo dõi KBC, em đi dạng này em đánh KBC mà đánh KBC em nhớ rất là kỹ về những cái trường hợp như thế này đấy. Thì em sợ cái vận động khối lượng lớn đó, cho em chia sẻ với chị mình để mình lưu ý ha. Ví dụ ai có nắm thì mình cũng cẩn trọng một chút, chí ít thận trọng không bao giờ là thừa anh chị, thận trọng không bao giờ là sai đấy. Một số vận động tiếp theo em sẽ chia sẻ với chị, ví dụ chị mình nhìn vào những cổ phiếu như AI nè, ví dụ mặc dù cổ phiếu AI là em nắm đi, nhưng mà đoạn đấy là cái giai đoạn mà em cược vào thị trường đi lên mà sóng dòng thì vẫn cho chị mình cầm nắm bình thường. Nhưng bản chất anh chị mình nhìn nè, ví dụ một số cổ phiếu như AI đây phiên áp lực bán hơi lớn nè, giờ nào cái phiên ngày 14 tháng 4 thì em vẫn cầm nắm, em vẫn chấp nhận cầm qua phiên này, tại vì bản chất nó đã vào sóng dòng thì nó sẽ hơi khác một chút anh chị nha. Anh và lúa thị trường chưa đi lên nhưng mà đó chỉ cho phiên áp lực bán lớn nè, có lượng lớn nè, thì chị thấy một số cổ phiếu như AI nó thời gian cân bằng lâu không? Một đáy này họ lên test lại, hai đáy họ lên test lại, ba đáy họ lên test lại, bốn đáy này thì thanh khoản này nó test đến khi nào mà kia về thanh khoản dòng tiền xác nhận quay trở lại thì nó mới đi lên. Anh trên đâu đó ví dụ anh chị nào hiện tại mà khối lượng bán lớn rồi khá thấy hồi hạ ra trước 50%, sau đó cân bằng kiệt cung trở lại 2-3 tuần sau á, dòng tiền quay trở lại mình đánh tiếp. Mình lưu ý nha, đấy đó là chiến lược mình phòng ngừa chẳng hơn đấy. Có dụ e tan này giảm khối lượng thấp mình không phải quá lo lắng, khi nào mà giảm lượng lớn á mới sợ gì, khối lượng lớn bao giờ nó cũng sẽ mang yếu tố nó rủi ro nhiều hơn so với những cái vận động về khối lượng thấp. Thì đó là một số cổ phiếu trong bất động sản bây giờ công nghiệp mà em chia sẻ đến chị nhà đầu tư mình ha, để mình có những sự quan sát nó kỹ hơn về cổ phiếu mà nếu như mình có đang nắm. Còn trong em thì mình không nắm bất động sản đó chị đấy, em thì không có chiến lược về dòng cổ phiếu của dòng bất động sản. Còn trước có đánh KBC cũng báo chị mình cũng chốt lại rồi, để mình cơ cấu qua mình đánh luôn cái cổ phiếu của dòng dầu khí đấy. Một số vận động tiếp theo thì em chia sẻ với chị mình tiếp theo là về những cổ phiếu như dòng ngân hàng đi. Ngân hàng mình lướt qua xem hôm nay có những cổ phiếu như là VB, cổ phiếu nhỏ rồi này lên mạnh chị đấy. Giai đoạn một số cổ phiếu nhỏ nó cũng lên mạnh thì nó cũng như cổ phiếu nhỏ này không tạo những cái sự dẫn dắt được cho cái dòng cổ phiếu hoặc là thị trường chung đi lên chị nha đấy. Nhưng mà chị đã đánh được thì em xin chúc mừng thôi, còn em thì em không đánh được những cổ phiếu này. Hoặc một số cổ phiếu ví dụ như là cổ phiếu của ACB đi, lên trong một kháng cự chị nè, nay chỉnh lại nè, hiện mẹ sẵn con chị mình nè, vô kháng cự chỉnh lại nè, có thể nó sẽ chỉnh lại chung với thị trường đó chị nha. Cho nên vì sao mà em phân tích với chị về kịch bản thị trường bắt đầu sẽ chỉnh lại và tái tích lũy á, là do một số dòng cổ phiếu lớn, dòng xương sống như là dòng ngân hàng đi, dù ACB kháng cự nè, thì với một kháng cự này nếu như mà nó đánh lên luôn á thì tổ chức không phải cần một cái lượng dòng tiền rất lớn để làm gì, để họ kéo những cái lượng nhà đầu tư có lãi vùng biên dưới nè, thứ hai là hấp thụ ăn lại hết những cái lượng hàng nhà đầu tư chốt lãi nè, thì nó phải cần một cái lượng cực kỳ lớn. Thì hồi xưa nó vào những kịch bản này có anh chị nha, kịch bản hồi xưa nó có rồi, nhưng mà quay đó là thời điểm mà thị trường nó trong những cái giai đoạn gọi là giai đoạn mà siêu dòng tiền của thời điểm của năm năm 2021. Ví dụ một số cổ phiếu chứng khoán nó là có anh chị nha, ví dụ đừng nhôm nhầm chứng khoán là có nè, ví dụ như là SI, VCI nè, là cái quá trình thi mà nó đi lên á, chị thấy không nè, lên gặp kháng cự nè, lên kháng cự lên chị, thì nó xác nhận dòng tiền nó hấp thụ đánh lên tiếp, đánh lên luôn, nó không có chỉnh lại. Đấy, mình lưu ý á, đây là giai đoạn khác một chút đấy, với những cổ phiếu đó là thời điểm năm 2021 hả, tùy giai đoạn cái gì nó, nhưng bản chất thường ví dụ giai đoạn này thì bản chất một số cổ phiếu ngân hàng là những cổ phiếu vốn hóa nó khá là lớn thì nó phải cần tạo những vùng hấp thụ trở lại. Ví dụ chị nhìn cổ phiếu như Techcombank á, thấy bản chất một số cổ phiếu Techcombank nè, trên theo khi mở lên mà chắc nó gần gặp một kháng cự nè,
Mặc dù nó có nhiều yếu tố vượt đỉnh đi, nhưng mà những cái yếu tố vượt đỉnh nỗ lực không thành công là gọi là sự phân hóa, sự phân kỳ giữa giá và khối lượng, giá tăng nhưng mà khối lượng không tăng. Nó thiếu nhiều tín hiệu về nỗ lực thành công á. Thấy phân tích chị mình rất là nhiều về nỗ lực thành công nè. Thì nó chị thấy không, xuất hiện áp lực bán cực kỳ lớn. À chị mình sẵn tiện mình thấy không nè. Với một cái phiên áp lực bán khá là lớn của cổ phiếu Techcombank đang giảm 400 khối lượng cực đại, khối lượng cực đại khối lượng lớn nè. Thì chị thấy như nào? Cái nó mất thời gian cân bằng của chị, mất thời gian này bao lâu? Một cái nền rất lâu, test 1 2 3 4 5 6 7 lần ở đây. Vào cái nền này từ tháng 4, giữa tháng 4 đó, hiện tại là khoảng khoảng đầu tháng 6 thì đã khoảng 1,5 tháng để nó cân bằng, nó kiểm tra lại cung cầu, sau nó mới xác nhận dòng tiền đi lên trở lại. Đấy. Do một số cái vận động mà chị thấy khi mà giảm một lượng lớn á, là chỉ ít là những phiên hồi phục tiếp theo á, mình ưu tiên mình hạ ra một phần để mình quan sát cho nó an toàn anh chị nha. Đấy. Trên thường áp lực bán lớn nó sẽ mang tính rủi ro nó cao. Đấy, đó là như thế. Tương tự những cổ phiếu bất động sản mình vừa phân tích với anh chị mình á. Đấy. Cho mình cho anh chị thấy mình cổ phiếu này khi mà đi lên á, gặp kháng cự nè, cũng đồng nghĩa gặp kháng cự gì thì nó phải mất thời gian tích lũy lại, vậy không, mất thời gian tích lũy lại rất là lâu nè, cái nào tái tích lũy nè. Cho một số cổ phiếu như CB nó sẽ chưa bứt ngay đâu, thấy nó bứt thì phải dòng tiền rất là lớn. Mà ngược lại thường em thấy là những cổ phiếu này với vận động này là tung chung với tín hiệu thị trường chung á, thì nó phải tích lũy lại gì nha. Dù tích lũy lại này mà kiệt về khoản nè, thì sẽ chờ những nhịp xác nhận đi lên chung với thị trường. Dòng ngang lâu cái dòng sẽ đi chung với thị trường đó chị. Đấy. Nên mình nhầm qua dòng hàng mình cũng sẽ biết được một chút về những cái vận động của thị trường chung. Một số vận động tiếp theo như chị thấy qua cổ phiếu CTG đi, dù nó có điểm xác nhận đi lên, đây điểm dòng tiền đầu tiên rồi, điểm pivot thứ nhất của những cổ phiếu như là CTG này, nhưng mà những cổ phiếu này là từ biên dưới đi lên chị nha, từ biên dưới đi lên thì bản chất những cổ phiếu như là CTG mà nó từ biên dưới đi lên á, thì nó sẽ luôn luôn gặp là những cái vùng áp lực bán của nhà đầu tư vận động trước đó, thì những con này sẽ đi lên mà mất thời gian hấp thụ rồi tiếp tục đi lên này. Còn nó mất thời gian hấp thụ nè, sẽ nằm nó sẽ nằm đi lên chị nha, thấy sẽ hơi chậm một chút, nhưng mà hôm trước anh chị là mua đúng điểm thì vẫn mua được cái phiên này chị nha, điểm pivot đi lên. Một số cổ phiếu như là ví dụ như chị thấy như Liên Việt đi, anh Liên Việt chị thấy bắt đầu cũng lên gặp vùng biên trên, gặp lại vùng kháng cự rồi chị em lưu ý á, thì bản chất một số cổ phiếu mà gặp lại vùng kháng cự là cái vùng mình sẽ kìm hãm sự tăng giá của cổ phiếu, thì sẽ mất thời gian tích lũy lại đó. Ví dụ cổ phiếu của Liên Việt dù đây là cái điểm gì, điểm rũ bỏ nè, điểm spring của mô hình tích lũy kênh trên, thì thường cái điểm đầu tiên lên gặp điểm điểm AR, điểm kháng cự thì nó phải tạo cái quá trình nó tích lũy lại ở đây. Đấy, do bản chất dòng hàng sẽ là cái dòng sẽ tích lũy lại chung của thị trường, thì sẽ vào nhịp chính sống ở phía sau chị nha. Đấy, lưu ý một số cổ phiếu như là MBB đấy cũng tương tự, chỉ gặp kháng cự nè, thấy không, có điểm xác nhận rất là tốt, nhưng mà điểm xác nhận này sẽ chưa đi lên ngay, bùng nổ gặp kháng cự mở gắt thì sẽ thường có nhiều yếu tố gì nó tạo mô hình coi cậu có tay cầm hơi test lại, nên cổ phiếu lớn như MBB á, thì cũng gặp lại kháng cự nên chị hả lưu ý ha. Đấy, cổ phiếu này nó vẫn khá tốt, có dòng test xác nhận với chị là dòng tiền của tổ chức đi vào, nhưng mà cái nguyên lý dòng tiền của tổ chức đi vào mà nó gặp kháng cự nè thì tổ chức họ sẽ tiếp tục hấp thụ thêm đấy, chứ họ cũng sẽ không phải phân phối ra ngay đâu. Đầu tiên mà đánh phiên này rất là nhiều tiền với cổ phiếu MB làm gì có lãi đâu mà phân phối. Đấy, mình lưu ý á, những con này nó có bán được cho ai đâu mà phân phối, cho mình chắc những cổ phiếu này là một cái cơ hội rất là lớn khi mà nó bắt đầu nó tái tích lũy lại. Ví dụ hồi xưa em phân tích chị mình về cổ phiếu của Ri nè, đấy là một cái mô hình về cốc tay cầm kinh điển luôn á, mà bạn nói em cũng đánh rất là thành công á. Bây giờ nhìn thấy nè, bắt đầu những cái nhịp mặt đen vùng kháng cự, nhịp đây vùng kháng cự tích lũy của cổ phiếu nè, mà khi mà bắt đầu nó đi lên á, nó gặp lại những cái vùng kháng cự nè, thì mình chấp cái vùng kháng cự này nhìn biết á, nó sẽ mất thời gian để nó hấp thụ. Ví dụ như thế nè, đây có chuyện nó mất thời gian nó hấp thụ gì nè, đấy nó hấp thụ rủ nè, rủ lại nè, kiệt về anh khoản nè. Cái yếu tố kiệt về anh khoản là yếu tố cực kỳ quan trọng, cho nên bây giờ mà anh chị là muốn mua mới á, thì bắt buộc phải chờ cái nhịp cổ phiếu nó cân bằng hấp thụ kia trở lại về anh khoản thì điểm xác nhận dòng tiền quay trở lại là điểm mua đầu tiên. Mình lưu ý á, anh sẽ bước vào cái nhịp đánh chính cho mô hình nè, cốc nè, bán cự nè, rủ là có cái tay cầm nè. Trên khi mà anh chị mình em biết là nhiều anh chị mình sẽ hiểu về mô hình cốc có tay cầm, nhưng ở một góc độ nào đó ấy, đôi khi anh chị mình chỉ biết là đây là mô hình cốc tay cầm, mình phải hiểu về hành vi anh chị, tại vì mẫu hình nó sẽ thể hiện cho cái hành vi. Bây giờ mình chấp khi mà cổ phiếu gặp cái kháng cự, hành vi tổ chức là muốn rũ bỏ thì nó rũ lại, giảm lại, cân bằng, hấp thụ và đi lên, thì nó tạo hình cốc tay cầm là hành vi rũ bỏ của tổ chức ở cái tay cầm bên phải. Đấy. Nên sau này ví dụ có cơ hội thì hướng dẫn cho mình thêm về những cái mô hình này, xuất hiện rất nhiều cái thị trường chứng khoán gì. Đấy. Một số cổ phiếu ví dụ như VIP xưa cũng thế nè, một số cổ phiếu như VIP nè, thấy không, mình nói sai chứ nó cổ phiếu như Vietcombank nè, nhìn thấy không, Vietcombank nè, một cái nhịp mà khi mà nó đi lên nè, nó gặp kháng cự nè, thì bản chất nó làm gì nó đủ cái động lực mà nó đánh nó thẳng đứng ở đây anh chị, rất là khó, phải cần dòng tiền rất lớn luôn ấy. Đấy. Mà thường yếu tố sẽ rủ lại, chị thấy không, rủ lại nè, tạo vòng cung nè, mô hình cốc có tài cập, lưu ý là đấy, đây mô hình lớn thì quá trình hấp thụ sẽ lâu hơn một chút với những cổ phiếu như Vietcombank. Đấy, thì đó là yếu tố về mẫu hình. Một số cổ phiếu dù anh chị thấy hôm nay có những cổ phiếu dù SHB nó cũng đi lên khá là tốt anh chị ha. Đấy, vì với một số cổ phiếu như SHB em nghĩ với xung lực hai phiên này sẽ tiếp tục đi lên á. Đấy, là cái vùng này là cái vùng nó hấp thụ rồi nè. Tại vì sao? Dù lên này, đây lên gặp tiềm cận một kháng cự anh chị. Đấy, đây là tiềm cận một kháng cự nè, rủ là nhịp nè, kiệt về khoảng nè, xác nhận dòng tiền đi lên. Tụi đó với những cổ phiếu như là cổ phiếu như là SHB thì em nghĩ là những cổ phiếu cái lực nó vẫn còn đi lên chị nha. Đấy, nhưng mà cái thường cái lượng hàng của SHB nó hơi mafia hao quá. Cho hôm trước ví dụ có điểm hướng lên này, điểm mua này chị, điểm hướng lên này, điểm mua mà hướng dẫn thì mình trong room đầu tiên. Đấy, thì em không đánh tập trung SHB, mà anh chị là còn nắm, mình vẫn nắm bình thường nha. Đấy, hôm nay cái xung đột khá là tốt. Một số cổ phiếu ví dụ STB đi, thì mình chấp STB đoạn này nó thiếu dòng tiền, mình lưu ý giúp em nha, đoạn này nó thiếu dòng tiền nè, mà ngược lại thì thấy không, những cái viên áp lực bán lớn nó cực kỳ mất thời gian nó cân bằng trở lại.
năng lượng men lớn này. Nó cũng khó đi lên ngay lắm gì, mà thường có thể nó tạo quá trình nó tái tích lũy lại đây với những cổ phiếu STB này. Nếu mà nó tái tích lũy lại sẽ khá là tốt, nó khá là giống với ai chị đấy, ví dụ anh chị thấy nó khá giống với ai, khá giống với Techcombank á, dù nhịp đi lên nè, vượt đỉnh nè, nhưng mà thiếu nỗ lực thành công anh chị thấy không, thiếu nỗ lực thành công là không có sự đồng thuận về giá và khối lượng nè, thì nó rủ cho lại áp lực bán lớn nè. Thì sau khi áp lực bán lớn nó hồi lên, nhưng mà hồi lên là để anh chị mình cơ cấu chứ không phải đi mua, tại vì nó sẽ tạo quá trình nó hấp thụ kiểm tra lại cung cầu một nhịp phía sau. Dù Techcombank là anh chị đây, quá trình nè, quá trình cổ phiếu đi lên nè và khiếu nỗ lực tăng giá thành công nè, mặc dù giá tăng mà khối lượng này giảm dần nên như thế nào ấy, có lượng giảm dần nè, nó xuất hiện áp lực bán lớn nè, thì sau đó phải hồi lên, nhưng mà nó sẽ mất thời gian cân bằng khá là lâu. Hay STB cũng tương tự cái trường hợp mô hình, rồi mô hình phải tái tích lũy là cái nền số 2 anh chị, STB sẽ còn tái tích lũy là mô hình số 2. Một số cổ phiếu ví dụ như thấy Techcombank đi, Techcombank là đi lên rồi anh chị nha, xác nhận đi lên rồi nè, mặc dù mở gap nhưng mà đây là cái xung đột phiên bùng nổ, phiên bùng nổ biên độ lớn và lượng lớn là đây, phiên xác nhận đi lên rồi thì ngày mai cái lượng hàng về, thì hôm nay ví dụ hôm nay cái lượng hàng em mua điểm Tết cung là về nè, ví dụ hôm trước trong đó bán hàng là chúng ta mua tại điểm Tết cung nè, đấy điểm Tết cung trong VATC á, ví dụ đi Tết cung như thế nào là chiến lược săn điểm nổ, mà đặc biệt với những cổ phiếu của dòng ngân hàng cái phiên bùng nổ là cái phiên lợi nhuận lớn nhất, mà đôi khi chị mua đổi phiên này cũng chưa tối ưu lắm, mà tối ưu nhất là phải mua tại phiên Tết cung đấy, cho nên đôi khi chị mình hiểu về điểm Tết cung á, nó chính là một cái bí kíp để cho chị mình kiếm tiền đó. Thì bản chất một số cổ phiếu mà tạo điểm bùng nổ đi lên rồi á, thì chị mình cứ nắm thôi, ví dụ Techcombank phải về quanh vùng 3334 á, thì mình sẽ đánh giá lại với chị mình ha, nó giảm là cái lỗ lượng gấp nè, thì không phải quá lo lắng đấy, nó hấp thụ nó gom hàng đi lên rồi, ví dụ tổ chức đang quá trình nó hấp thụ đi gom hàng nè, thấy ngàn dòng tiền đi lên nè, đấy thì bây giờ phân phối cho ai, có lên bao nhiêu là phân phối. Một số cổ phiếu ví dụ như là Vietcombank đi lên rồi nè, đấy thì đó tổng thể về vận động của điểm thị trường chung về dòng ngân hàng. Tiếp theo em đánh giá với chị về dòng dầu khí nha, hôm nay là cái ngày mà dòng dầu khí nó em nó hơi thất vọng anh chị, hơi gọi là hơi thất vọng đối với cá nhân em, tại vì sao, nó đầy đủ yếu tố thiên thời địa lợi và nhân hòa, giá dầu thế giới đang có những sự ủng hộ, thị trường chung có những sự ủng hộ về mở gap, như là dòng dầu khí đang tạo nên thấp một khá tốt, nhưng mà tổ chức còn lại không đổ dòng tiền vào đánh tiếp. Ví dụ tâm điểm một số cổ phiếu BVD đi, ví dụ những xấu nó cũng không xấu, tại vì chất thì nó không có đổ dòng tiền vào đánh, cho nên nó không có yếu tố FOMO, không có sự FOMO nào trong phiên ngày nay của cổ phiếu dòng dầu khí cả, dù sáng mở gap rồi quay về lắp gap luôn trong phiên anh chị, không có sự FOMO và nó cũng không có những yếu tố mà có lượng lớn, thì bản chất ví dụ hôm nay quay về là bình thường, quay bình thường chị nha, dù đây về nền nhưng mà test về lại cái nền của cổ phiếu nha, nó vừa lên nền giá nè, thì nó test lại thôi, thì nó sau có nhịp này test lại nó cần một số phiên nó cân bằng lại, một số phiên cân bằng lại kiểm tra cung cầu thì chờ điểm xác nhận đi lên lại với những cổ phiếu BVD đấy, nhưng mà khối lượng thấp này cũng may mắn là khối lượng thấp thì cũng không phải quá lo, như là dòng cổ phiếu như là chị nha, ví dụ đây chị thấy những phiên khối lượng lớn nè, phiên giảm khối lượng lớn nè chị thấy không, thì những phiên giảm khối lượng lớn nè sẽ mất thời gian nó cân bằng nè, ví dụ nên chị thấy đây cái nền cổ phiếu nó mất thời gian cân bằng lâu đấy, đây khoảng 2-3 tuần nó test đi test lại liên tục nó mới đi lên được nè đấy, cho những cái phiên mà giảm khối lượng lớn thì lúc nào cũng mang tính rủi ro nó cao hơn so với cái việc mà cổ phiếu giảm khối lượng thấp đấy. Một số cổ phiếu như BVD nó cũng giá dầu nó tăng mà nó thiếu đi những sự ủng hộ, một số cổ phiếu dụ BVC hôm nay em cho anh chị nào trong room hôm trước mình đánh ngắn á, mình đánh ngắn tại cái nền nè, mình sang điểm nổ á, mà nó khiến cái điểm bùng nổ lên trở lại, dù mọi thứ đang ủng hộ trên thôi tạm thời mình cứ hạ ra, em đánh ngắn thì bán hòa luôn với những cổ phiếu như BVC, tại vì trọng tâm là em đang tập trung khá nhiều những cổ phiếu như BVD, dù hơi xấu là báo cho chị một điểm tích cung nè, nhưng mà nó không đi lên chị nha, đấy nó khiếu, mặc dù điểm tích cung này khá là tốt, có sự ủng hộ về dòng tiền á, về yếu tố về thế giới luôn mà cũng không đi lên xác nhận, đấy thì bản chất tổ chức họ chưa có sẵn sàng trong việc họ đánh lên. Chiều cuối tuần báo chị mình kỹ về những cổ phiếu như là dầu khí á, đấy, ví dụ kỳ vọng tuần này bắt đầu dầu khí BVD lên nè, CG nè, C4G nè, đó, một số cổ phiếu như BVD, một số cổ phiếu như BVS thì nó cũng chưa có gì anh chị. Thì bản chất BVS về quanh cái vùng 32 là vùng target rồi, vì đây sẽ mất thời gian tích lũy lại nè, chị thấy không? Mà những cái xung đột cổ phiếu nè, khi mà càng đi lên nè, khối lượng này càng giảm nè, thì nó giống ai gì, nó thiếu liền cái nỗ lực thành công, nó giống như Techcombank nè, chị thấy không? Đấy, mặc dù em đang nắm sóng dầu khí nha, nhưng mà khi mà mình phân tích về cổ phiếu á, phải đưa cho chị mình những góc nhìn nó khách quan đấy, chứ không phải là cổ phiếu nó cứ tăng là mình hô nó tốt mà nó giảm thôi nó xấu, mặc dù em nắm nhưng bản chất nắm thì vẫn nắm bình thường, nhưng điểm mua của những vùng này sẽ không có, tại vì sao, nó thiếu nỗ lực thành công. Ví dụ Techcombank đi lên nè nhưng mà đây khối lượng càng giảm dần nè. Thì BVS cũng tương tự như vậy, thì với những cái nhịp mà nó thiếu đi những yếu tố về dòng tiền mới á, thì sẽ thường tạo quá trình nó tích lũy lại gì nha. Đấy, số cổ phiếu BVD nó vẫn tích lũy tốt nè, số cổ phiếu ví dụ anh chị thấy như là BSR đúng không, BSR hôm nay cũng có nhịp buổi sáng đi lên khá là tốt, nhưng mà nó thiếu đi cái yếu tố quyết liệt về dòng tiền thì có mình vẫn cầm thôi. Thì đây điểm mua chuẩn nhất là gì, điểm mua chuẩn nhất là đây nè, thì gì vẫn nắm nè, rủ lại nè thì đi lên tiếp anh chị. Với những cổ phiếu như BSR, một số cổ phiếu ví dụ như ôi ôi vượt đỉnh anh chị nha, đấy, nhìn chung nó vào sóng dòng rồi, thì ví dụ nó chưa đạt target thì gì mình cứ cầm nắm, dù nay giảm là khối lượng thấp mà nó phải lớn đâu đấy. Nhưng so với trong dòng dầu khí á, thì hôm nay ví dụ như có BVC là đánh tay cộng trong rung du kích á, thì em hạ ra, thì mình vẫn còn cầm BVD anh chị nha, vẫn cầm BVD trong rung đánh du kích hay đánh tay cộng cho em hạ ra trước cổ phiếu của BVC cho nó an toàn cái đó để mình quan sát thêm đấy, thì mình vẫn kỳ vọng việc sổ phí như là BVD nhiều hơn ha. Một số vận động ví dụ như hôm nay có bâu đi, bâu cũng đi lên gì đâu đây, xác nhận đây bản chất anh chị là mua đúng điểm nè, tại vì sao, nó tạo cái nền xuất phát đi lên, đi đầu tiên xuất phát đi lên từ nền, ví dụ hôm nay chị nào mua vẫn được với những cổ phiếu như bâu ấy, còn đa phần những cổ phiếu còn lại dầu dầu khí hôm nay nó cũng chưa tạo ra những cái điểm mua mới. Buổi sáng nhiều anh chị mình cũng FOMO BR nè, nhiều anh chị mình cứ hỏi em là hôm nay có mua được BR không em, thì mình chắc đâu có điểm mua đâu anh chị, nay nó thiếu đi khối lượng đấy,
tăng nếu đi khối lượng thì nó không tạo cho chị mình những điểm mua an toàn. Thì bản chất với dòng dầu khí thì em thì vẫn nắm bình thường đó, dù hôm nay nó cũng không tạo ra những điểm nhấn nào mới cả. Với cổ phiếu của dòng dầu khí thì vẫn cầm nắm thêm đấy. Một số vận động cổ phiếu dòng chứng khoán cũng tương tự chị, hôm nay thì nó cũng không tạo ra được những điểm vận động mới với dòng cổ phiếu dòng chứng khoán, ví dụ SAI sáng mở gap rồi, ví dụ hôm thứ sáu là một cái gap double gap anh chị, tương tự thị trường chung á, ví dụ gì hay đây gap mở gap nè, ngày hôm nay tiếp tục mở gap thì việc cổ phiếu nó quay về lắp gap là bình thường, em không phải quá bất ngờ với những tín hiệu ngày hôm nay. Thì nhìn chung mình vẫn có những sự kỳ vọng SAI vừa là quanh 25 gì nha, hôm nay cũng chưa đạt target này, em cứ kỳ vọng là con SAI này bùng nổ luôn nè, bùng nổ luôn sáng mở gap về đây nè, liền bán luôn ấy, làm chốt lãi cho chị mình hạ mặt kia luôn ấy. Nhưng bản chất khi nó chưa đạt thì mình cứ cầm thôi. Nhưng cổ phiếu của SAI đã nhìn chung hiện tại cái xung đột đi lên thì nó vẫn còn, lưu ý ha, hôm nay phiên giảm là hơi lượng thấp. Một số cổ phiếu ví dụ như là VND đi, VND bình thường anh chị cũng tăng biết bao nhiêu, nay chỉnh lại 1-2% nó không phải điều quá lo lắng đâu. Cái vùng này có ai mua đuổi đâu, gì nó mua đuổi thua lỗ phải chấp nhận, thì đâu còn điểm mua đâu anh chị. Những điểm mua trên bên mà treo leo như thế này khi mà rủ trở lại á, anh chị nào mua đuổi á sẽ cực kỳ rủi ro, cực kỳ rủi ro anh chị nha. Đấy, còn chị nào mua đúng điểm vùng biên dưới thì vẫn tốt mà, cổ phiếu tăng ví dụ như 15% chỉnh là 1-2% thì chị mình không phải quá lo lắng. Đấy, đó tùy vào cái vị hay mua. Một số cổ phiếu ví dụ như VCI cũng vậy anh chị, một số cổ phiếu VCI này có rủ về lại cái nền này. Như vậy đây sẽ gặp lại về những cái vùng nền hỗ trợ gì đó, thì những hôm nay có lượng cũng không phải quá lớn đâu. Hôm nay giờ chứng khoán nhìn chung nó điều chỉnh là điều chỉnh theo cung cầu đó, có một có một số cổ phiếu ví dụ như là HCM đây, một số cổ phiếu HCM này có lượng hơi lớn anh chị nha. Nên thì mình lưu ý nha, với cổ phiếu SM này điều chỉnh nó lượng hơi lớn nè, nhưng mà về quanh cái vùng mà quanh vùng mà 26.8 26.7 này vùng hỗ trợ, không chỉ đỉnh trước nè, bứt khoét rồi nè anh chị, quay về test lại còn hơi lượng hơi lớn thì sẽ cần một vài phiên nó cân bằng, mình lưu ý nha. Đấy, còn những cổ phiếu nào test thời lượng thấp thì nó vẫn tốt, còn số cổ phiếu như SS thì nó vẫn bò bò anh chị, nhìn chung nó vẫn bò bò đi lên nè. Đó, nhưng mà nhìn chung đoạn này ví dụ SS là trên vùng 12 á thì em hướng dẫn cho anh chị mình chốt lại tay cộng, tại vì sao trước là báo chị mình điểm đánh ngắn á, đây là điểm ngắn nè, test cung nè, dòng tiền đi vào thì đánh săn chứ săn điểm nổ thôi. Nhìn chung đến hiện tại với cổ phiếu của SHS thì em lại cái biên đâu đấy cũng khoảng 70%, hay thì em cũng chốt lại tay cộng ra, mình chờ một cái cơ hội mới. Nói chung trong du kích năm nay cũng báo chị mình rồi đấy, một số cổ phiếu như MBS thì nay cũng chốt lại tay cộng ra luôn. Với những cổ phiếu như MBS dù mua điểm tích cung nè, đoạn này chủ yếu mua điểm tích cung chị nhá. Đấy, còn với dòng chứng khoán thì bản chất cái chị nào có về yếu tố về sóng dòng, ví dụ em đánh chiến lược SI với VCI trong room thì có thằng VIP á thì mình vẫn cầm nắm bình thường. Còn một số cổ phiếu nào đánh ngắn nó tay cộng thì lợi nhuận cổ phiếu nó đạt vùng target thì mình sẽ hướng dẫn cho chị mình chốt lại. Đó chiến lược đánh tay cộng anh chị nha, vào nhanh ra nhanh. Đấy, một số vận động tiếp theo em sẽ đánh giá với chị mình về một số yếu tố vận động của những cổ phiếu của dòng thép á chị. Ví dụ dòng thép này, một số cổ phiếu nhỏ phát này nó hơi yếu chị nha, thiếu đi dòng tiền, thiếu đi dòng tiền thì bản chất nó vẫn trong một cái giai đoạn mà tích lũy đó. Đấy, cũng không có gì mới. Một số cổ phiếu ví dụ Nam Kim đi lên nè, nhưng bản chất chị thấy không, hôm trước tuần trước thì em bị rũ bỏ ở cổ phiếu Nam Kim anh chị, tại cái phiên này là phiên mà em cơ cấu từ Nam Kim qua em đánh cổ phiếu của Techcombank, thì cũng may mắn là Techcombank mình gỡ được một cái phiên khoảng 6%, 6%. Đấy, còn cổ phiếu Nam Kim hai phiên này nó cũng tăng cái biên độ khá là tốt anh chị nha, với những cổ phiếu Nam Kim. Nhưng mà với những điểm đánh tay cộng thì thường về đây nó sẽ gặp áp lực bán lớn nè, lưu ý nha, cái phiên áp lực bán lớn nè thì đây cái vùng target tay cộng qua cái vùng biên là 16.5 á, là vùng này vùng target. Đấy, mình lưu ý nha, tại phiên áp lực bán lớn thì sẽ có thể cần thời gian nó kiểm tra lại cung cầu, có nó tạo cái vùng nền áp phụ đây, lưu ý với những cổ phiếu như Nam Kim. Đấy, và anh chị thấy đặc điểm là gì không, hôm nay sẽ hướng dẫn cho chị mình nhiều hơn về cái phiên gì, phiên áp lực bán lớn. Thì thấy Nam Kim cái ngày 30 tháng 3 đây phiên áp lực bán khá là lớn, biên độ lớn, giảm 400 cái lượng lớn, thì anh chị mình thấy nó mất thời gian cân bằng lâu anh chị, thời gian cân bằng của nó là rất lâu để nó muốn quay về trở lại. Mình lưu ý ở đây kịch bản tốt nhất cân bằng lâu quay về trở lại, còn có những cổ phiếu rơi nó xấu nó còn đi luôn anh chị nha. Đấy, cho nên với những phiên áp lực bán lớn anh chị phải cực kỳ thận trọng ngày hôm nay với dòng cổ phiếu dòng bất động sản hoặc là một số cổ phiếu công nghiệp như KBC hả, một số cổ phiếu dùng Hoa Sen đi, Hoa Sen này cũng yếu anh chị nha, tại đây phiên áp lực bán lớn. Đấy, ví dụ nó hồi lên test lại như này phần phải test lại kiểm tra lại cung cầu, phiên áp lực bán lớn để có thể quay về test trụ kỳ cung nữa thì mới tốt chị nha, ví dụ test đáy rồi quay về test đáy. Đấy, còn phải kiệt về khoảng đấy thì nó tạo động lực đi lên. Đấy, nhìn chung dòng thép thì chủ yếu chị mình đánh đánh tay cộng thôi, chứ không nắm lâu thì đánh tay cộng về đây đặt target với những cổ phiếu Nam Kim rồi. Một số cổ phiếu tiếp theo em đánh giá với chị mình về dòng thủy sản dịp may ha, nay may mắn thì mình cũng có cổ phiếu của TNG đi lên. Đấy, nói chung TNG thì em vẫn cầm thôi, những phiên mà check out nè, nhưng mà phiên hai phiên sau là phiên test lại khối lượng thấp nè thì vẫn cho anh chị mình nắm, đó là như thế. Đấy, ví dụ như phiên này phiên khối lượng lớn mình xử lý, nhưng mà đây test lại khối lượng nó vẫn cấp thì mình vẫn cầm, thì cũng may mắn hôm nay thành quả nó cũng đến thì cũng tiếp tục là phiên tăng 3% với những cổ phiếu TNG. Đấy, nhìn chung con này phải bứt khó quyết liệt cái vùng 20.5 á thì sẽ tốt hơn, còn hôm nay bản chất nó tạo tiền đề khá là tốt cho phiên ngày mai, thì bọn ngày mai tiếp tục là phiên đi lên thì bản chất thì nó vẫn là những vùng cân bằng hấp thụ kỳ thanh khoản nó bắt đầu đi lên thôi. Nhưng cổ phiếu TNG ấy thì cũng chia sẻ cho mình rồi, TNG không phải là cổ phiếu mà nó quá xấu đâu, nó là cổ phiếu mà nó thực ra cũng không đẹp cũng không xấu, tại vì nó đẹp nó phải bứt khoét luôn, những phiên này nó bứt khoét xác nhận đi lên luôn nè, nhưng mà nó lại bị áp lực giảm ngược trở lại thì nó phải cần kiểm tra cung cầu và tiếp tục đi lên lại ngày hôm nay. Nhìn chung hôm nay đóng cửa được vùng giá 20.5 thì mình cũng happy rồi anh chị, với những cổ phiếu TNG thì chị mình đánh trong room thì mình vẫn đang lãi anh chị nha. Đó, một số cổ phiếu ví dụ VGT cũng đi lên khá là tốt, mà đoạn này VGT lên khá tốt nhưng mà về đây gặp vùng đỉnh cũ nè thì chị mình hạn chế đuổi giá. Đấy, về đây thường vùng target ngắn hạn
đỉnh trước chính là vùng target ngắn hạn của những cổ phiếu như là TNG đâu là VGT ha. Thì ngoài ra mình thấy hôm nay một số vận động cổ phiếu ví dụ như ANV nó cũng đi lên là gì đấy, nhưng mà ANV đi lên về đây nó gặp vùng kháng cự là chị nha đấy. Thì nó về ra vùng kháng cự mình sẽ cùng xem phản ứng như thế nào, nhưng mà ở một góc độ nào đó thấy những con này giải tạo mình VCB cái gì mình thu hẹp biên độ giảm á, một nhịp này hai nhịp này, thì coi về đây nó còn một nhịp rũ nữa, nó còn nhịp rũ nữa chị nha, nó vào sóng nè, bây giờ đây rũ cái này kỳ thanh khoản nè mới lên nè, giống cổ phiếu của RVR gọi là ba nhịp rũ của mình VCB á. Ví dụ chị thấy RVR nè, bây giờ mình VCB chị thấy không, một nhịp rũ nè đầu tiên biên độ lớn nè, nhịp rũ thứ hai là biên độ hẹp hơn, nhịp rũ thứ ba là biên độ hẹp hơn nè, ba nhịp rũ nó sẽ nhận đi lên. Thì gì mình bắt đầu chú ý từ nhịp rũ số 3 đi lên thì bắt đầu mình chú ý anh ta bước vào nhịp chạy chính á. Hôm nay rồi bây giờ khối lượng cũng giảm lớn nhưng mà những con này nó vào chen dòng tiền vào chen vào sóng thì những phiên này là bình thường anh chị đó. Lưu ý với ANV thường sẽ tạo hình VCB của mình thu hẹp biên độ giảm anh chị nha. Đấy, một số vận động tiếp theo thì em sẽ cập nhật đến chị mình về dòng cổ phiếu của dòng dòng trụ anh chị, ai dòng đầu tư công ấy, một số cổ phiếu đầu tư công có LCG đi, LCG chứ tại nền tích cung mà nó không bất được ấy, hiện nay vẫn tiếp tục trong cái nền cân bằng, vẫn tiếp tục trong nền cân bằng nha, nền cân bằng là bắt buộc cái khoản nó phải kiệt đi nha, phải kiệt đi, ví dụ hôm nay khối lượng nó vẫn thấp thôi thì không phải là tín hiệu gì đó gọi là nó quá xấu với những cổ phiếu như là LCG, rồi nó vào chen nên chỉ có thể tạo cái nền số 2 nè, nền tích lũy số 2 nè, nhưng mình vẫn chú ý những con này. Một số cổ phiếu ví dụ HV đi, HV lần này thì bản chất thì nó yếu hơn, tại vì em cũng chia sẻ cho mình rồi, dù đi lên thiếu những sự nỗ lực và khối lượng như thế, đi lên khối lượng ngày ngày hấp dần thì nó không có mạnh gì, không có mạnh thì hưởng rất là rủ về nó test đáy, nó test tội xin lỗi là test lại cái vùng đỉnh trước đấy. Cho những cổ phiếu này thì mình hạn chế đuổi giá nha, đánh giá lòng đầu tư công có cổ phiếu của LCG thì nó sẽ khỏe hơn một chút đấy. Mình có cổ phiếu dù C4G đi, C4G tương tự vậy vẫn trong cái nền cân bằng thôi, nó có lượng vẫn thấp mà có đâu xấu, lưu ý ha đấy. Một số vận động tiếp theo thì em sẽ cập nhật với chị mình trong buổi video ngày mai, còn một số cái cổ phiếu như là về vận động của thị trường chung á thì bản chất hiện tại á là đa phần những cổ phiếu về điểm mua ấy, nó không còn điểm mua gì, cho nên khi bản chất cổ phiếu vùng điểm mua thị trường mở hai gáp mở lên nó gặp lại cái vùng kháng cự tâm lý á, bản chất những cổ phiếu lớn như là dòng ngân hàng nè như vừa chia sẻ với chị mình nè thì cũng đều gặp lại những cái vùng kháng cự đỉnh cũ á đấy, cho nên là đâu đó cũng sẽ tích lũy lại chung với thị trường chung, cho nên ở trong những giai đoạn này á, những vùng này á anh chị mình sẽ hạn chế mình gia tăng cái quy mô vốn anh chị nha, mình lưu ý nha đấy. Mà nếu như mà cổ phiếu đạt target á thì trong room khách hàng sẽ hướng dẫn cho chị những cái điểm mà mình sẽ chốt lại gain, mình chốt lại tay cộng, mình lưu ý vì mình sẽ chờ cái quy mô vốn trong cái nhịp chính sống của thị trường chung ở trong một nhịp tiếp theo đấy. Còn thị trường này vẫn là thị trường cơ hội gì ấy, ví dụ thị trường điều chỉnh thị trường rung lắc thì nó vẫn là cơ hội thôi, cho chị mình lưu ý chưa có đi lên đâu mà nhiều anh chị mình lo lắng về cái việc thị trường tạo đỉnh, thị trường có tăng có chỉnh có phụ là bình thường, đó mới đúng là bản chất của thị trường chung, mình lưu ý đấy. Còn một số anh chị nào muốn đồng hành cùng em tại room này có thằng VIP thì mình phải liên hệ với bạn trợ lý bên em là bạn Hải Anh qua số Zalo 0945 866 915. Một số thông tin bên ngoài về hỗ trợ cổ phiếu chị mình cần cơ cấu danh mục thì chị mình phải liên hệ với em một số Zalo 0974046220 anh chị ha. Đấy, hiện tại một số chương trình ưu đãi chị mình mở tài khoản tại VPS á, mình sẽ được miễn phí giao dịch 0% trong 6 tháng kể từ lúc anh chị mở tài khoản. Ngoài ra anh chị mình còn được chọn tài khoản số đẹp cũng như là ưu đãi về cái tỷ lệ margin khoảng 8% với những tài khoản nhà đầu tư mở mới. Đấy, thì nếu như mà anh chị nào đang xem video thì mình thấy là trong cái phần mô tả em có để là cái phần thông tin của room nhóm cộng đồng á. Thì anh chị nào quan tâm thì mình đã tham gia vào cái link nhóm cộng đồng này. Đây cũng là một cái room miễn phí mà em hỗ trợ xuyên suốt chị mình trong một cái khoảng thời gian vừa qua. Đấy, ngoài ra anh chị nào xem video nếu mình thấy và bổ ích thì mình có thể để lại giúp em một nút like và một phần đăng ký kênh. Tại vì những cái nút like á, những hiệu ứng like thì bên YouTube họ sẽ dựa vào những hiệu ứng like này, nếu mà càng nhiều thì họ sẽ càng đề xuất cho những video mới hay cho những người xem mới, thì đó cũng là những cái động lực để em hỗ trợ cho chị mình trong quá trình đầu tư. Đấy, thì buổi video ngày hôm nay cũng đến đây, thì xin phép hẹn gặp lại tất cả anh chị nhà tụi mình trong buổi video ngày mai. Xin chào cả nhà.